Đệ Tứ Như Lai Phật ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Chức tâm đảnh lễ chánh pháp cho Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí và thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh. Gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là vức điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại tại đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập sinh tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Đệ Tuy đã từ bi đọc kinh lễ bái Tăng Bảo. Nam mô Bích Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Từ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục bình kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhục bình kính đạo đạo tràng. Dạ cảm ơn Phong Lan Hoa Nguyệt và đạo tràng cho nhục bình biết được tín hiệu. Hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình thắng pháp Abhi Thamma bài 27, Tâm siêu thế Lokuttara Chitta sẽ được thượng tọa giác đẳng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Từ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay và con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Tịnh Văn Điện Tịnh Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch với ngài thưa quý vị. Tâm khó một loại tâm đó thuộc về phi cảnh phiền não. Phi cảnh lậu là vượt ngoài cái phạm trù của thế gian, đó chính là siêu thế. Nó trái ngược với cái tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế đây là tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và cái tâm siêu thế này thì đã vượt ngoài hạn cụ của thế gian. Nhưng mà cái gọi là vượt ngoài hạn cụ của thế gian đó là tâm chuyên biệt biết cảnh niết bàn, biết cảnh xuất thế gian. Hôm nay chúng ta học đến cái tâm siêu thế. Và trong cái bài học này thì chỉ giới thiệu một cái tổng quát về cái tâm siêu thế thôi. Những ngày sau đó thì chúng ta sẽ học về tâm đạo và tâm quả siêu thế. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho bài học, sau đó xin cung tỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng sư ngày hôm nay sẽ giảng giải về ý nghĩa tâm siêu thế. Xin mời cô Nhật Quỳnh.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trị Siêu đã từ bi dẫn nhập để học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thai giá, Lăng Dạ Nguyệt ơi, Nhục Bình thấy Lăng Dạ Nguyệt chắc được rồi, bây giờ có cầm mic được không Lăng Dạ Nguyệt? Nếu Lăng Dạ Nguyệt cầm mic được thì Nhục Bình kính mời Lăng Dạ Nguyệt. Dạ, mời Lăng Dạ Nguyệt đọc bài nha. Dạ, Nhục Bình thấy câu. Dạ, dạ, sa thú, dạ, cảm ơn Lăng Dạ Nguyệt. Và con xin được đọc bài 27 trăm siêu thế Lokuttara Citta. Trăm siêu thế Lokuttara Citta là tâm biết cảnh Nibbana, một trạng thái vượt ngoài ba hạng cuộc của thế gian là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nibbana thường âm là Niết Bàn hay Niết Bàn, là pháp xuất thế không thuộc năm quận, không do nhân, do duyên tác thành, vô vi. Trong Tăng Chi Bộ 1, Na Mã ghi lại Phật ngôn về Nibbana. Niết Bàn phải được tự thân chứng ngộ, vượt ngoài thời gian, đến để thấy, hướng nội và tỏ ngộ, cảm nhận của người có trí. A. Một La Mã 150 18. Mặc dù có những tâm dục giới cũng biết được cảnh Nibbana vân vân, nhưng cái biết của tâm siêu thế là cái biết chuyên biệt của hai lĩnh vực giác ngộ và giải thoát, đạo và quả. Khi đi sâu vào bốn tâm đạo, bốn tâm quả sẽ nhận rõ cái biết Nibbana của tâm siêu thế mang tánh chuyên biệt ra sao. Trong những tâm siêu thế, tâm sơ đạo là cái biết chưa từng biết vị tri quyền, dù đã trải qua vô lượng kiếp sanh tử, sự liệu chứng này không giống bất cứ kinh nghiệm nào có được. Một ví dụ kinh điển là Ngụ Ngôn, con cá hỏi con rùa về sự đi lại trên mặt đất. Con cá không bao giờ có thể hiểu được bằng kinh nghiệm sống trong nước. Một điểm cần ý khi nói về pháp siêu thế là không thực chứng vì không thể biết. Trong Trung Bộ Hai La Mã có ghi lại lời Phật dạy về luận điểm của Bà La Môn Pokhara Sati đối với Nibbana như một người khiếm thị bẩm sinh không có thể nào nhận biết được những màu sắc xanh, đỏ, vàng, trắng, vân vân. Qua sự diễn tả của lời nói nên hiểu những gì có thể nói và những gì vượt khỏi ngôn từ. Có ba cách nói về pháp siêu thế. Một là dùng phủ định từ như câu không tham, không sân, không si là Nibbana. Hai, dùng danh từ gần đồng nghĩa như thanh lương, tịch tịnh, vô nhiễm. Ba là dùng những thí dụ, cho dù cách nào thì cũng chỉ nói được một vài khía cạnh nhưng không thể nói hết. Tâm siêu thế có hai là tâm đạo và tâm quả. Đạo quả ở đây không giống như quan niệm thường có về Phật học, thí dụ gọi là tâm quả vì là quả của tâm đạo chứ không phải là ngôi vị do quân công bồi đức mà có. Có tất cả 40 tâm siêu thế gồm 4 tâm đạo: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. 4 tâm quả nhân do 5 thiền chứng: Sơ, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ thiền. Dù một vị không có thiền chứng Samatha thì khi đắc đạo chứng quả lúc ấy tâm thái tương đương với sơ thiền. Ngữ và nghĩa: chữ siêu thế và xuất thế đôi khi được xem là đồng nghĩa. Tuy vậy, ở đây chữ siêu thế rất cần được nhấn mạnh. Chữ xuất thế là ra khỏi thế gian, có thể bị hiểu lầm là có một cái đi ra ngoài hạnh phúc, có một cái đi ra ngoài hạnh cuộc thế gian. Những cụm từ như nhập niết bàn có hàm nghĩa có cái gì đi vào cảnh giới Niết Bàn,
Do vậy, chữ siêu thế không thuộc thế gian là từ đắc dụng ở đây. Nên cẩn thận, tâm siêu thế là tâm biết cảnh xuất thế, chứ không phải là tâm ở ngoài thế gian. Tất cả tâm đều thuộc pháp hữu vi. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Một đứa trẻ được khuyên dạy bớt ham chơi để tâm cho việc học hành. Với đầu óc non dại hỏi cha mẹ có phải khi học hành đỗ đạt là sẽ có nhiều đồ chơi hơn. Câu trả lời sẽ khiến đứa bé thất vọng. Cái nhìn đối với niết bàn của phàm nhân cũng vậy. Chính vì vậy, Đức Phật dùng chữ khổ diệt, Nirodha để chỉ niết bàn. Những điểm cần nhớ: tâm siêu thế Lokuttara Chitta là tâm biết cảnh Nibbana. Mặc dù có những tâm dục giới cũng biết được cảnh Nibbana, nhưng cái biết của tâm siêu thế là cái biết chuyên biệt của hai lĩnh vực giác ngộ và giải thoát. Tâm siêu thế có hai là tâm đạo và tâm đọa, và tâm đạo và tâm quả. Đạo quả ở đây không giống như quan niệm thường có về Phật học, thí dụ gọi là tâm quả vì là quả của tâm đạo, chứ không phải là ngôi vị do quân công bồ đức mà có. Minh quả tâm siêu thế trong biểu đồ thắng pháp Atthidhamma, biểu đồ chư pháp, biểu đồ này y chiên theo đồ họa của ngài trưởng lão Tịnh Sự thiết kế tâm siêu thế. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là bài là các loại tâm vô sắc giới. Bài học tiếp theo sẽ là tâm đạo. Nam mô Bụt Tha giá và Bà Lãng Chánh. Dần đến đây là chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng thông dung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Tha giá. Kính đảnh lễ chư đảnh lễ thượng tọa tổ sư, kính đảnh lễ chư tôn đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, sau bài học về tâm vô sắc giới, chúng tôi có nhận được một số điện thoại và email của quý Phật tử, cũng như các message quý vị nói rằng về tâm vô sắc là hơi khó hiểu. Và hôm nay thì chúng tôi hy vọng rằng bài học này sẽ không có khiến quý vị bận tâm nhiều về sự khó hiểu, bởi vì bài học này so với ý nghĩa của tâm vô sắc còn kế diện rất nhiều lần. Nhưng mà không phải là khi mà mình học cái gì mà mình nghe nó lạ, nó hơi tế nhị thì chúng ta nói rằng đó là điều nó quá khó. Ở đây nó không phải là khó, mà sự thật thì thưa quý vị, tự nhiên nó là như vậy. Thưa quý vị, tâm siêu thế gọi là tâm siêu thế bởi vì tâm này thứ nhất là chỉ biết cảnh như bạn và đó, và chẳng những vậy mà khi biết cảnh niết bàn thì có một vai trò rất là đặc biệt như chúng tôi vừa quý vị vừa nghe trong bài học đó, đó là biết bằng một cái năng lực của giác ngộ giải thoát, ví dụ như là tâm tận phiền não, sát trừ phiền não của tâm đạo. Thì tâm, nói về tâm biết cảnh niết bàn thì có tâm đại thiện hợp lý và tâm đại tốt hợp lý. Tuy vậy, cái biết của tâm đạo và tâm quả đó tương đối rất là đặc biệt, mà chúng ta sẽ đề cập đến trong bài học, những bài học sau này khi nói về tâm đạo và tâm quả. Riêng về ngày hôm nay thì
Thưa quý vị, chúng ta dành thời giờ để nói về một khía cạnh mà tương đối rất là nhiều người hoặc thắc mắc hoặc là cứ giảng cho xong, giảng cho có giảng, và thậm chí có nhiều người nghĩ rằng mình đã thật sự hiểu rõ đề tài đó. Ở trong bài học chúng tôi có trích một đoạn ở trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 1. Ở trong đó Đức Phật Ngài đề cập đến năm khía cạnh liên quan đến Niết Bàn. Đó là Niết Bàn phải được tự thân chứng ngộ, vượt ngoài thời gian, đến để thấy, hướng nội và hướng tỏ ngộ, cảm nhận mỗi người có trí. Trong câu Phật ngôn này, quý vị nghe hơi giống giống nói về đặc tính của Pháp Bảo, nhưng mà chúng tôi không có làm sự so sánh ở tại đây. Chỉ có điều mà chúng tôi muốn nói là có những trạng thái trong thế gian này mà phải tự chúng ta có mặt, tự chúng ta cảm nhận trực tiếp thì chúng ta mới biết được. Còn nếu mà người khác diễn tả lại thì thực sự rất là khó. Chúng tôi nhớ có lần có một người quen hỏi chúng tôi rằng nghe nói có cái thắng cảnh Grand Canyon của Mỹ rất là vĩ đại, rất là đẹp. Muốn đi đến đó mà không biết là chỗ đó có đáng đi hay không. Thì chúng tôi có trả lời là dạ đúng, Grand Canyon rất là đẹp, rất là vĩ đại. Thì người đó nói rằng sư, có thể cho biết ở đó như thế nào? Chỗ đó cây cối nhiều không? Thì chúng tôi trả lời rằng thật ra thì nó là một cái hẻm núi, một hẻm núi rất là vĩ đại. Ở giữa là một con sông, xung quanh là vách núi, cây cối thì không có nhiều. Thì vị này có thời gian thì chúng tôi không nghe nói gì. Thì thứ vị Phật tử đó chừng 2 năm sau có gặp chúng tôi và nói với chúng tôi một cái kinh nghiệm mà chúng tôi nghe chỉ có cảm nhận rất là buồn cười mà không biết phải nói gì. Vì tôi nói rằng con có đưa vợ con mới, vợ và mấy cháu đến Grand Canyon. Cách đây mấy năm có hỏi sư về Grand Canyon, mà lúc hỏi sư ở đó có chỗ đó có cây cối nhiều không thì sư nói không, mà nó tương đối cũng khô cằn ở cái phần giữa Nevada và Arizona đó. Mà con nghe nói cái chỗ nào mà không có cây cối đó không cần thì con nghe con chán lắm, không muốn đi. Con nghĩ rằng nó giống như cái núi đá dựng vậy đó, núi đá mà nó không có cây cối thì đi làm cái gì. Nhưng mà việc kỳ rồi đó, con có dịp sang California và ở bên đó có gia đình nghĩa vợ rồi rủ đi, thôi thì cứ đi. Đến đó sẽ Grand Canyon thì quả thật rất là đẹp, rất là vĩ đại, và lần sau con sẽ đi nữa tại kỳ rồi đi ít quá. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn dùng cái câu chuyện đó là một cái thí dụ khi mà chúng ta nói về cái gọi là tự thân chứng nghiệp. Một người chưa đi đến Grand Canyon mà hỏi chỗ đó nhiều cây cối không thì quả thật là có vị nào mà đã nhìn cái cảnh Grand Canyon, cái phần ở trên Colorado hay là Wyoming thì mình không nói, nhưng mà ở cái giữa cái biên giới của Arizona và Nevada đó thì phải nói rằng cây cối rất là ít. Nếu có thì ở trên xa và một rất là thấp chứ không có cao. Và phần lớn Grand Canyon là một cái canyon mà thưa quý vị khô cằn. Tuy nhiên trong cái khô cằn đó có đẹp, mà có cái vĩ đại. Chúng ta không có mặt ở đó, không cảm nhận trực tiếp mà nghe người khác nói lại
thì không thể nói hết ý được. Có rất là nhiều pháp mà chúng ta phải tự thân chứng nghiệm. Ví dụ như là một buổi sáng chúng ta có thể có được một căn phòng yên tĩnh, ngồi niệm hơi thở, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà nếu có một người nào đó mà họ không có tu thiền, họ không có ưa thích sống một, không ưa thích sự yên tĩnh, mà mình nói rằng những giờ phút đó thật là thanh thản, thật là an tĩnh, họ hỏi rằng lúc đó có cái gì, thì mình trả lời rằng thật ra nó không có cái gì, nó mới hạnh phúc. Dạ, ví dụ như buổi sáng mọi người nghe coi tin tức hay là có con cái chạy tới chạy lui ầm ĩ rồi reo hò rồi có một bữa ăn sáng ngon thì mới cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ một buổi sáng an tịnh trong một căn phòng rất là tĩnh mịch, không có những thứ đó thì bảo là hạnh phúc, hạnh phúc cái gì? Thì thứ vì cái đó đó nó khó. Nhưng người nào mà đã từng sống trong cái bận rộn, người nào đã từng sống trong cái ồn ào, và bây giờ có được một nơi như vậy thì người ta sẽ có thể cảm nhận được là cái sự tĩnh mịch đó còn hạnh phúc, và hạnh phúc này rất khó diễn tả. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng Niết Bàn đó là phải được tự thân chứng ngộ, vượt ngoài thời gian, và nó không có nằm trong cái hạn cục của thời gian. Chúng ta sống, thưa quý vị, thì chúng ta hay nghĩ rằng là lâu là mau, là dài là ngắn, là thế này thế kia, là Niết Bàn không có nằm ở trong cái hạn cục của thời gian. Đến để thấy hướng nội và cảm nhận bởi người có trí, những cái đặc tính này, chỉ riêng những đặc tính này thôi thì đã cho chúng ta thấy rằng tương đối là hơi khó để mình có một cái minh họa về thế nào là cảnh Niết Bàn. Nói chỉ đến cái chuyện mà dài dòng con chữ. Trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, chúng ta hay nhận thức mọi sự vật bằng cái kinh nghiệm quá khứ của mình, bằng cái mình đã từng biết, đã từng trải qua. Chúng tôi lấy một ví dụ là trước mắt của chúng tôi có một ly trà. Cái ly trà này mà chúng tôi cầm, chúng tôi thấy nó có giá trị đánh giá là tại vì chúng tôi vốn có nhiều kinh nghiệm trong quá khứ về uống trà. Uống trà cái ly như vậy là thích hợp, cái màu men như vậy là đẹp, và cái dáng như vậy là cầm thoải mái, nó là nhã, hay hoặc giả là mình nghĩ rằng cái ly trà như vậy đó, nó không có khiến cho cái nước trà quá nóng lâu để nó làm hư cái vị trà, mà nó cũng không quá mau nguội, tức nó giữ được cái độ nóng của trà, vân vân. Thì những gì mà chúng tôi nhìn vào cái ly trà, nhìn vào đánh giá của về một cái chung trà này, thì điều đó nó dựa lên trên cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải qua. Hầu hết cuộc sống của chúng ta đó là chúng ta dùng quá khứ để mà giải thích hiện tại, minh họa hiện tại, để mà phê phán hiện tại. Nhưng một khi mà hành giả chứng đắc Niết Bàn thì tất cả những gì hành giả nhận biết Niết Bàn là đầu tiên, tức là chúng ta nói thì biết Niết Bàn của một vị thánh sơ quả đó, sơ quả Tu Đà Phật, thì hoàn toàn là không có giống như những gì đã từng bước biết. Ở trong 22 quyền chúng ta có một cái quyền gọi là vị tri quyền, là biết cái chưa từng biết. Biết cái chưa từng biết, đây là một cái kinh nghiệm lớn ở trong cuộc sống, một bước ngoặt mới hoàn toàn. Nói về điểm này thì chúng tôi cũng phải dùng một cái thí dụ khác. Có một người quen của chúng tôi,
vị này từ nhỏ sanh ra rồi, bắt đầu lớn lên rồi, thì có nghe một câu chuyện là đã từng bị ruồng bỏ bởi người mẹ của mình. Người mẹ lúc đó đi làm ở trong sở Mỹ, rồi có thai, rồi sanh ra, nhưng mà không có muốn nuôi, mới đem cho đứa con đó. Thì khi thì người này bắt đầu có ý thức lớn lên, thì không biết vì lý do nào đó mà nuôi cái tâm rất là quán trách mẹ, đã sanh mình vào trong cuộc đời ở trong một hoàn cảnh nghiệt ngã, lớn lên trong một cái điều kiện nghiệt ngã, đã từng trải qua những cái đau khổ. Và thứ vì cái sự quán hận mẹ đó, nó như là một điều nhai đi nhai lại, lặp đi lặp lại, một nỗi ám ảnh triền miên ở trong tâm tư của người này. Có một lần vị này gặp chúng tôi khi đến chùa Lại Phật và nghe một cái bài pháp mà Hòa Thượng Khổ Giác thuyết, không phải chúng tôi thuyết, Ngài thuyết ở trên chánh điện. Và sau vị Phật tử đó lại nói với chúng tôi rằng con có một chút vấn đề là con luôn luôn quán hận người mẹ của mình. Như vậy có đúng hay là sai? Thì khi chúng tôi nghe câu chuyện này, thì chúng tôi có khuyên là nếu mà đó là một cái gì mà nó trữ đặt trong tâm tư lâu rồi, thì nên mình có một thái độ rất là mạnh mẽ để mình nhìn thẳng vào đó. Thì thưa quý vị, lúc đó có một cái nhà sư, có một nhà sư người Mỹ tên là Rahula, từ trên Westphalia về chùa Pháp Luân tổ chức một khóa thiền do chúng tôi mời thỉnh. Thì cái cô này của cô Phật tử này của nói tiếng Anh rất là giỏi, mà do bị gặp ngày đó lá thì chúng tôi có khuyên là nếu có cái duyên thì nên đến học đạo vị này. Thì không ngờ là cái vị sư Rahula lại cũng có một cái hoàn cảnh giống như cô này, tức là cũng sống trong gia đình cha mẹ ly dị, rồi rốt cuộc về ở với bà ngoại lớn lên. Nhưng mà đặc biệt là vị này khi mà gặp Phật pháp á, thì vị này không có oán trách với cha mẹ nữa. Và trong cái khóa tu này thì cái cô Phật tử đó, cô đã nhận ra được một điểm là mình sanh ra như vậy là do cái nghiệp trong quá khứ, và mình có duyên trở với cha mẹ, không có duyên thì thôi, bây giờ mẹ không có duyên nuôi mình thì thôi, và mình oán hận để làm gì. Và khi mà cô này có suy nghĩ như vậy đó, thì trong khóa tu đó không phải của giác bộ mà đắc đạo chứng quả, mà trong khóa tu tự nhiên của rũ bỏ được cái tâm trạng quán trách bà mẹ và quán trách người mẹ đã bỏ mình. Khi mà cô về trên New Jersey thì cô về nhà New Jersey có một lần chúng tôi nhận email, thì cô rất cô nói lên chuyện rất là cảm kích lên. Cô đã có cái duyên để đi hành thiền, có duyên đã nói chuyện với một nhà sư, mà đặc biệt nhà sư đó cùng cảnh ngộ, và nhà sư đó đã đi giúp cho cô trút bỏ đi được cái tâm trạng quán trách như vậy. Và chúng tôi có hỏi cô một điều rằng từ khi mà cô không còn quá hờn mẹ nữa thì cô cảm thấy được cô có thực sự hạnh phúc hơn không? Cô nói chắc chắn chứ, bây giờ mới thấy trước kia trong lòng không được an lạc. Con người của chúng ta đó, thưa quý vị, nó có nhiều cái thí dụ, mà thí dụ như mình thiếu nợ nhiều, bây giờ mình trả được hết nợ tự nhiên nó khỏe, không bổn phận trả được thì nó khỏe lắm. Người mình đã sống mình có một sự thù oán với ai đó, năm nào đó, tháng nào đó, tự nhiên mình với người đó có những chuyện va chạm với nhau, rồi người đó họ gây cho mình gì đó, mình thù oán người đó. Nhưng mà rồi tới mình cứ tưởng mình ghim trong lòng điều đó là hạnh phúc, nhưng thật ra khi mà mình bỏ được cái đó thì mình mới hạnh phúc. Thì cái này không có thể nào, không có thể nào mà mình nói bằng ngôn ngữ được, không nói ngôn ngữ được. Khó nói lắm, đừng nói chi là cái gọi là vị tri quyền, cái biết cái chưa từng biết của vị thánh Tu Đà Quân. Cái biết đó
nó hoàn toàn không đơn giản. Nó là một thay đổi lớn, thay đổi hoàn toàn lắm, khó tưởng tượng lắm khi mà chúng ta đề cập đến Niết Bàn. Thì Đức Phật này cũng trong nhiều trường hợp đó, để đưa ra một số cái ví dụ, một cái ví dụ mà chúng ta nghe trong kinh, ở trong trong một kinh tập 2 đó, khi mà Đức Phật đề cập đến cái nhìn của Bà La Môn Bukharasati, thì thưa quý vị, ngài có nói một người khiếm thị bẩm sinh, tức là người mù bẩm sinh, đã mù bẩm sinh rồi thì người đó sanh ra khỏi lòng mẹ đã mù rồi, chưa bao giờ thấy được các cái hình ảnh, các cái màu sắc. Và người này nghe người khác nói về màu xanh, màu đỏ, màu vàng, trắng, biểu người diễn tả không biết sao diễn tả, làm diễn tả làm sao bây giờ, làm sao đối với một người mù chưa bao giờ biết chuyện gì mà diễn tả. À, màu vàng nó khác với màu tím là như vậy, mình nói nó nhạt hơn thế này thì không diễn tả được. Thì ý chúng tôi muốn nói rằng từ cái thí dụ đó của Đức Phật, chúng ta hiểu được là chúng ta sống ở trong vô minh, ở trong trầm luân từ vô lượng kiếp, mà bây giờ bảo rằng mình có thể mô tả về Niết Bàn thì điều bất khả, khó khăn lắm. Một cái ví dụ mà thường có, chúng ta nghe rất là nhiều, và cũng ở trong kinh cũng có đề cập đến một cái nguồn ngôn giữa con rùa với con cá. Con rùa nó là một loài lưỡng thể, nó sống trong nước cũng được, sống trên đất liền cũng được, và trong những chuyến đi phiêu lưu trên đất liền trở về, đồng con cá nó hỏi dạ, ở trên đất liền nó có hạnh phúc, nó có tự tại dựa dưới nước không ngừng. Con rùa nó là một kinh nghiệm rất là đặc biệt, rồi hỏi là mình có bơi lội trong đất không? Nó không, đất không có bơi lội trong đó, đất chẳng nào mà bơi lội trong đó được. Rồi hỏi về thứ này thứ kia, mà con rùa khi trả lời thì con cá không thể hình dung được, tại con cá nó luôn luôn sống ở trong nước, và nó chỉ hiểu cái gì liên quan đến thủy tánh, mà những cả trên đất liền nó hoàn toàn khác với thủy tánh, và nó chưa từng lên đó chuyện đã, nó không hiểu được. Thì cái cụ ông đó nó là một điểm cho chúng ta biết rằng con người của chúng ta sống ở trong cái thế giới nhân quỷ thử, thì nói theo kinh, căn bản của tất cả pháp, căn bản pháp môn, thì thưa quý vị, trong một tập một đó, thì chúng ta luôn luôn lấy tự ngã, chúng ta là vô văn phàm phu, hay là người phàm phu mà có học Phật pháp nữa, thì chúng ta nghĩ đến lấy tự ngã đối chiếu với Niết Bàn. Tự ngã đối chiếu với Niết Bàn, thì cái đối chiếu với Niết Bàn, tự ngã đối chiếu với Niết Bàn đó, thì mình luôn luôn nghĩ rằng mình đạt đến cái trạng thái đó, Niết Bàn, thì tôi sẽ là như vậy, tôi sẽ là thế này, tôi sẽ là thế kia. Cái mà mình đem mình đối chiếu, một cái mình đặt mình ở trong đó, nó hoàn toàn không có giống về một cái Niết Bàn thật, một cái Niết Bàn mà không còn có chắc là tôi, là của tôi, là tự gã của tôi nữa, mà không có cái này thì chúng ta chơi với, mình không biết hiểu thế nào, mình không biết cảm nhận như thế nào về Niết Bàn. Ở đây chúng tôi có mượn một cái ví dụ là một đứa nhỏ nó ham chơi những cái game điện tử, những cái đồ chơi, và cha mẹ nó con bớt chơi lại, rắn là học đi, con học mai mốt con sẽ học hành đỗ đạt thành người này người kia. Thì nó hỏi một câu thơ rồi, con học đỗ đạt như vậy con có nhiều đồ chơi hơn phải không? Tại vì cái thế giới của nó là hạnh phúc, và nó chỉ hạnh phúc, nó quan niệm nó như vậy thôi, cha mẹ nó không, thì nó không hiểu được như vậy học để làm gì. Mình đang sống hiện tại rất là sung sướng, sung sướng với những cái đồ chơi điện tử, với món này món khác, bây giờ lên học, học rồi để bỏ những thứ đó, không có những thứ đó thì được cái gì? Thì đối với một cái đỗ trẻ thơ chỉ có chơi là hứng thú, bằng những cái vật đồ chơi này, những đồ chơi kia, bây giờ thì mới đi dọn sức xài tới iPad, xài tới máy chơi game vân vân, rồi bảo rằng có một thứ hạnh phúc mà không liên hệ tới những thứ đó thì khó tưởng tượng.
rất khó chịu được. Đó, chúng ta nói hạnh phúc trần gian này. Thì thưa quý vị, khi mà đề cập đến Niết Bàn, Niết Bàn đó, thì chúng ta nên hiểu rằng cái bản chất của tất cả chúng sanh là vốn dựa trên cái kinh nghiệm nghèo nàn của hiện tại. Và giống như một đứa trẻ ở lớp 5, lớp 3 mà bảo rằng tưởng tượng một ngày nào đó đi học, rồi có được bằng cấp, rồi ra trường, trở thành một người có cái kiến thức với cuộc đời, thì khó tưởng tượng được. Rất khó tưởng tượng, rất khó suy nghĩ. Và riêng đối với chúng ta, thưa quý vị, bất cứ điều gì mà chúng ta tưởng, chúng ta nghĩ, chúng ta lý luận, chúng ta quan niệm, thì nó rất là nghèo nàn để diễn tả một cái trạng thái gì đó. Chúng tôi nhớ là cái đêm có một số những nhà truyền giáo ở Hoa Kỳ, đó có một nhóm, có một số các cái giáo phái Kitô giáo, họ rất là năng động ở trong chuyện truyền bá. Giáo phái của họ đó là ở trong đó có cái số gọi là Seventh Day Adventist. Thì thưa quý vị, những nhóm này á, họ lại đi vào trong chùa gặp chúng tôi, họ trao cho chúng tôi một số những cái tài liệu về thánh kinh mà họ nghiên cứu sẵn, họ biết mình là tiếng Việt nữa, mình nói tiếng Việt nữa, thì họ đưa những tài liệu chúng tôi, nhất là tài liệu tên là Tháp Canh. Tháp Canh thì ở trong cái tài liệu Tháp Canh đó, chúng tôi nhớ rằng họ có vẽ một cái hình về vườn địa đàng. Vườn địa đàng tức là khi Chúa Giêsu trở lại trái đất này, ở trong cái sau cái chuyện gọi là đại thẩm phán hay đại phán xét, trong chuyện đại phán xét thì Chúa trở lại và lập một cái vườn địa đàng vĩnh hằng ở trên trái đất này cho con người cùng sống. Và ở trong cái hình vẽ đó thì chúng ta thấy là có đồi, có núi, nó như một cái công viên lớn, và trong đó có nam phụ lão ấu, có người da trắng, da đen, da vàng, có người mặc áo kimono, có người mặc đầm, mặc nệm, mặc kia, giống như buổi đi picnic, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Và đó là một cái minh họa về vườn địa đàng. Thì thật ra nếu mà bình thường nhìn rất là bắt mắt, thưa quý vị, bởi vì có một ngày nào đó chúng ta có một lễ hội đó có những con người sống rất là nhàn hạ, nam thanh nữ tú, ăn mặc đẹp đẽ, rồi không phải bận rộn lo lắng, chỉ là đi tới đi lui để mà cười mà nói, thì cũng hạnh phúc trong một buổi đi picnic hay trong một buổi đi hội chợ, đi lễ hội gì đó. Nhưng mà thật ra thì nếu chúng ta nhìn cho kỹ, đó là một cái minh họa rất là nghèo nàn. Tại sao ở trên thiên đàng mà lại còn có người da trắng, da đen, da vàng? Thí dụ có người nào đó họ thích da trắng, và tại sao tôi lên thiên đàng tôi vẫn là da vàng, tôi da đen? Rồi có nhiều người họ cảm thấy là người đàn bà nó cực khổ. Giờ quý vị có gì? Quý vị chờ chúng tôi chút. Có nhiều người họ nghĩ luôn, lên trên đó tại sao phải mang cái thân phận của người đàn bà, phải mang cái thân phận này, thân phận kia. Rồi có nhiều người không phải ai cũng thích cây cối, đồng cỏ, mà có những người thích sống trong những tòa lâu đài. Nhưng mà ở đây không có những tòa lâu đài, mình chỉ thấy đồng cỏ thôi. Chẳng lẽ tối ngày sáng đêm xuân hạ thu đông, mình cứ đi tới thì lẩn quẩn ở trong công viên hoài, trong vườn địa đàng hoài. Và có nếu mà vườn địa đàng đó nó có nhiều cái ánh sáng rực rỡ như Las Vegas, nó có những cái nhà cao ốc như New York hay không, hay là nó có những cái công viên rất là lãng mạn giống như Paris hay không, thì thưa quý vị, nói tới nói lui thì phải nói rằng chúng ta cố gắng để phát họa ra một cái viễn ảnh, một cái bức tranh về cứu cánh của địa đàng, của thiên đàng, của
niết bàn của Cực Lạc, nhưng mà tất cả những mô tả đó bằng ngôn ngữ và bằng cái khéo nhất, bằng cái sự giàu có nhất, nó cũng là rất là nghèo nàn, bởi vì thực tế cuộc sống nó khác. Vì vậy Đức Phật ngài không có dùng cái chữ niết bàn nhiều, mà ngài có đề cập đến niết bàn nhưng mà ở trong cái kinh điển thì ngài đặc biệt, như chúng ta học về tứ diệu đấy, ngài dùng chữ di khổ. Di khổ là cái gì mà chúng ta tương đối là dễ hiểu nhất, dễ cảm nhận nhất. Đau răng vì chữa cho hết răng, ồ hạnh phúc quá, đang thiếu nợ kritika rất là nhiều, bây giờ tự nhiên bán được một cái đất, trả hết kritika, không có nợ nần nữa, thì rất là hạnh phúc. Rồi cuộc sống đang phải kéo dài lê thê, chúng tôi nhớ rằng cách đây hai hôm có một Phật tử họ kể chúng tôi nghe một cái điểm mà họ nói rằng xin nên mừng cho tụi con, đó là tụi con có một cái tiệm làm ăn, một cái cửa hàng ở ngoài phố, lâu nay thì làm việc rất là mệt mỏi, rất vất vả, tiền lời không có nhiều, mà trong thời kỳ đại dịch này đó thì cái chỗ cái plaza đó họ bị phá sản ra, chúng con có thể bỏ được cái giao kèo mướn chỗ mà không bị phạt tiền, và sẵn mình đóng luôn cái cơ sở luôn, trong mùa đại dịch thì tự nhiên mình rảnh rỗi quá, mình hạnh phúc quá. Thì thứ vì cái hạnh phúc của một người mà trút được cái nặng như vậy không có phải như vậy đó, chỉ có những người ở trong cuộc mới họ hiểu được hạnh phúc đó. Khi mà một vị A La Hán giác ngộ giải thoát hoàn toàn, người đó gánh nặng đã đặt xuống, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, thì cái hạnh phúc đó là một cái hạnh phúc rất là khó diễn tả. Nên ở đây chúng tôi có nói về một số cái cách mô tả về niết bàn ở trong kinh điển, thường là dùng cái phủ định từ. Ví dụ có người hỏi ngài Xá Lợi Phất niết bàn là gì, thì ngài trả lời là niết không tham không sân không si là niết bàn. Dĩ nhiên là niết bàn không tham không sân không si, nhưng mà nó còn có nhiều khía cạnh khác nữa. Ngài Xá Lợi Phất nói như vậy là tại vì cái đó là cái mà đó là cái diễn tả mà một người bình thường có thể hiểu được. Hay là niết bàn là không có bị ô nhiễm, niết bàn là không còn bị cái sự chi phối của phiền não. Những điều đó diễn tả một khía cạnh nào đó bằng cách phủ định. Rồi một danh từ khác, một cách diễn tả khác là dùng những danh từ tương đương, như là niết bàn là thanh lương, niết bàn là tịch tịnh, niết bàn là vô nhiễm, niết bàn là thanh tịnh và tịch tịnh thanh tịnh vân vân thì cũng được. Và rồi Đức Phật ngài cũng có dùng một số ví dụ, và ngài dùng một số ví dụ mà có những cái ví dụ cũng rất là lạ. Thứ thì có một vị tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn là sau khi tứ đại mà biến mất, tứ đại đi về đâu, thì Đức Phật ngài nói thì cái câu trả lời như vậy, không câu hỏi như vậy không thích hợp, và không thích hợp mà phải hỏi rằng ở cái cảnh giới nào mà tứ đại không có hiện hữu, không có chi phối và không có tạo nên những hiện tượng mà chúng ta thường có ở tứ đại, thì Đức Phật giảng về niết bàn thì vị này hiểu được. Thì thưa quý vị, chúng ta thường có những cái câu hỏi, ví dụ như là sau khi mà năm uẩn chấm dứt thì tôi sẽ ra sao, và sau khi đoạn tận phiền não thì mình sẽ như thế nào, cái tôi ra sao mình như thế nào, nó không phải là câu hỏi đúng. Mà câu hỏi đúng mà chúng ta ở đây đó là ở cái mức độ nào, ở trạng thái nào mà phiền não không chi phối mình nữa, ở mức độ nào mình không còn phải trải qua những cái hệ lụy của năm uẩn như là vô thường, khổ, vô ngã, ở mức độ nào đó mà chúng ta hoàn toàn vượt khỏi những cái gọi là trợ tạo, bị tạo của duyên, của nghiệp, và nó giống như là một cái
sự xô đẩy của những cái dòng nước, của những con nước, những cái sóng. Thì thưa quý vị, câu hỏi như vậy là thích hợp. Thì ở đây Niết Bàn là như vậy. Dạ. Câu trả lời của Đức Phật về Niết Bàn cho chúng ta thấy rằng chúng ta nên khiêm tốn. Dạ. Nên khiêm tốn ở trong cái quan điểm, trong lý luận của mình. Chúng tôi biết rằng về điều này thì tương đối rất là khó. Chúng tôi đã dành nhiều thời giờ buổi học ngày hôm nay để nói về điều này. Bởi vì đa số người Phật tử cũng như không phải Phật tử thường đặt ra một câu hỏi là mình nếu mình là Phật tử, mình tu, mình chứng cuối cùng mình được cái gì? Và mình khi mình chứng được cái đó rồi mình sẽ trở thành cái gì? Vị nào mà đọc cái quyển, cái lời tựa của đọc kinh Pháp Cú Năm Tông của Hòa Thượng Trí Quang, và thường cũng là một nhà học Phật, thì Hòa Thượng mô tả ra một cảnh giới rất là lý tưởng. Ở trong đó Hòa Thượng nói rằng Niết Bàn không thể nào là chấm dứt tất cả, mà chư Phật đã từng làm cha, làm mẹ, làm con, làm cái, làm phụng sự thế gian, thì sau khi chứng Niết Bàn thì cái ngày trở ra cũng trở ra để tiếp tục làm như vậy cho cái đại nguyện độ sanh. Thì thưa quý vị, đó là một cách diễn tả, đó là một cách minh họa. Và khi mà chúng ta nói đến cuộc sống có nghĩa là sự tồn tại của năm quẩn, và chứng Niết Bàn không năm quẩn nữa, thì chúng ta cảm thấy rất là sợ, chúng ta rất là cảm thấy không có an lạc khi mà nói rằng không có sự tồn tại của năm quẩn. Ngay cả có một vị sư đọc cái đoạn mà Đức Phật ngài nói với chư tỳ kheo trước khi ngài viên tịch không lâu, rồi ngài nói về sự chứng đắc mệnh, ngài nói từ giả các con như đi một mình, thì vị sư đó rất là bùi ngùi, và vị sư đó luôn luôn tự hỏi một điều rằng khi mình tu tập, mình nhắn nhắn chứng đắc Niết Bàn, rồi lên Niết Bàn rồi mình có còn gặp nhau nữa không? Thì lại ra đôi lúc cũng rất là khó trả lời. Khi một người chỉ hiểu Niết Bàn trong quan điểm như vậy thì khó trả lời. Chúng ta chỉ dùng tất cả những gì mà mình kinh nghiệm, mình trải qua, mô phỏng trong lúc này. Hồi chúng tôi ở cái trại Bù Lu Vi Đông có cái bà cụ, tức là bà Tư, bà có đặc biệt, bà nấu ăn rất ngon, bà nấu rất ngon. Và ở trại tị nạn mà bà dùng bột mì và làm mì căn, thì bà làm mì căn, rồi từ mì căn bà làm nhiều món, quý thầy thích lắm. Và bà cụ thì mỗi lần ai nói chuyện gì thì bà cụ nói bà cụ già rồi, đi đâu cũng vậy, đi theo cho con cái nó vui vậy thôi, nó rời khỏi Việt Nam mà mình đi theo không theo nó buồn. Chứ bà chỉ còn mong muốn điều là bà sanh về Cực Lạc thôi, ở Tây Phương Cực Lạc, chứ không có, không muốn đi Mỹ, đi Úc, đi Canada gì hết. Thì có một người hỏi bà cụ, có một thầy á, thầy cũng trẻ mà thầy cũng vui, cũng cắt cớ, nói với bà cụ là, bà Tư biết không, khi mà bà Tư sanh lên cõi Cực Lạc, bà Tư nhớ là ở trên không có trầu ăn nha, và không có ăn trầu ở đây, thì thầy ở thầy nói chơi thôi. Nhưng mà sau đó thì bà cụ có nói với chúng tôi, đúng phải rất là nghiêm túc, bà cụ mới nói là hỏi thiệt xin là, bố phải mình lên Tây Phương Cực Lạc được muốn gì có đó, mà ở trên đó mình không có đồ ăn phải không? Thì thật ra chúng tôi cũng không biết phải trả lời thế nào, tại vì trả lời về rất là tội nghiệp cho bà cụ. Chẳng lẽ một đời tu hành làm bao nhiêu công đức rồi sanh lên trên về Tây Cực Lạc chỉ có cái món mà mình thích là món trầu mà không có đồ ăn? Nhưng mà đâu có kinh điển, đâu có ai nói rằng sanh lên đó mà mình có trầu ăn bao giờ. Bởi vì chúng ta thường dùng cái cảm tính, hay là chúng ta dùng cái mà ở trong kinh căn bản có một, dùng cái tư ngã để mà đối chiếu với địa đại, quả đại, phong đại, dùng tư ngã đối chiếu với Niết Bàn. Khi mà chúng ta dùng cái tư ngã mà đối chiếu như vậy đó, thì đôi khi mình diễn đạt không hết, nói không có đủ. Ở đây thì thưa quý vị, chúng tôi lại trong phần ngữ và nghĩa hôm nay chúng tôi có một chữ, thật ra chữ này thì không có chuyện gì mà phải minh định hết, nhưng mà chúng tôi rất là thích về cái chữ này. Và
đó là chữ siêu thế. Chữ siêu thế, nhiều khi chúng ta dùng chữ là xuất thế gian. Cái pháp xuất thế gian thì cái chữ xuất thế chúng ta lại không có không, chúng ta nghĩ là dễ hiểu lầm lắm. Nó giống như là hồi xưa chúng ta ở gần ngài Thiền sư và sư trưởng, các ngài rất là kỹ dùng chữ nhập niết bàn. Chữ nhập niết bàn, chữ nhập á, thì có nhập thì có xuất, hay nhập niết bàn là có cái gì đó đi nhập niết bàn. Vì do vậy thường là các ngài chỉ dịch là Đức Phật niết bàn, chứ không có nói là Đức Phật nhập niết bàn. Thì nó có pháp siêu thế chứ không có nói pháp xuất thế gian. Pháp xuất thế gian giống như là chúng ta bằng cái hình hài ngũ uẩn này đi ra khỏi thế gian này, giống như phi thuyền mà ra khỏi thì bầu khí quyển của trái đất. Cái ý niệm như vậy nó dễ làm cho người ta hiểu lầm lắm. Do đó chữ siêu thế là một chữ rất là đắc dụng ở đây. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại một điểm trên phương diện ngữ và nghĩa đó. Ở trên một điều chúng ta nên cẩn thận, đó là khi mình nói tâm siêu thế không phải là cái tâm ngoài thế gian. Tâm siêu thế là tâm biết niết bàn, tâm biết cảnh siêu thế. Tất cả tâm nó đều là thuộc pháp hữu vi. Dù là tâm bất thiện hay tâm dục giới, tâm vô sắc, tâm sắc giới vô sắc, tâm siêu thế, tất cả tâm đều pháp hữu vi hết. Có nhiều người nghĩ rằng sau khi mà mình tết rồi thì còn một thứ, bởi vì ai hán như viên tịch rồi thì còn cái tâm là tâm siêu thế. Không có chuyện đó. Tâm là tâm, tâm là tâm, tâm nó do nhân do duyên mà thành. Cho dù là tâm siêu thế, là biết cảnh siêu thế, chứ từ cái tâm đó vẫn còn ở thế gian. Thưa quý vị, trở lại với điều mà chúng tôi muốn nói về tâm siêu thế, thì có thể phải nói thêm một điểm này để chúng ta hiểu rõ cái sự liên hệ giữa tâm siêu thế, đặc biệt là tâm đạo, đối với các phiền não. Đối với các phiền não, không đơn giản là chúng ta biết một cái khác thì có nghĩa là nó không liên hệ đến cái hiện tại, mà một cái người mà chứng được niết bàn thì vì đó có thể cắt đứt cột rối của phiền não trong hiện tại, mà chúng ta gọi là kiết sử. Và kiết sử này, khi mà cắt đứt được kiết sử thì nó tạo thành những cái tầng thánh, tạo thành những bậc thánh. Chúng ta thường nghe hai danh từ là giác ngộ và giải thoát. Và giác ngộ giải thoát thì trong trường hợp của tâm siêu thế đó, thì như là tâm đạo đó, thì giác ngộ giải thoát này lại rất là dễ hiểu nhất cho cái ý niệm về tâm siêu thế. Giác ngộ ở đây chúng ta dùng để chỉ cho cái sự thấy niết bàn, và giải thoát ở đây tức là do cái thấy đó nên chặt đứt những cái phiền não. Chúng tôi tạm lấy một cái ví dụ là một người vì một lý do nào đó bị người ta bắt cóc rồi đem bỏ vào trong rừng, và đó là một đêm đen, đó là một đêm đen, trời tối mịt mà ở trong rừng nữa, thì vừa tối vừa trong đen trong rừng thì thật ra rơi vào trong cái tâm trạng rất là hoang mang, không biết là mình đi đâu về đâu, nên đi tới hay đi lui, và không biết là ở xung quanh có cái gì, và không biết mình có sống nổi hay không. Bằng cái tay quờ quạng thì mình chỉ biết rằng đụng cây này đụng cây kia rồi dẫm lên lá khô. Có thể hình dung là mình đang ở trong một cái công viên, hay ở trong một khu rừng, hay là ở trong một cái sân nhà nào đó mà mình hoàn toàn không biết mình ở đâu. Và tự nhiên có một ánh chớp, và mọi ánh chớp sáng, trời chớp lên. Và do cái trời chớp chớp đó, vị này thấy được mình đang ở trong một cái khu rừng, và đằng xa đó có một căn nhà, một cánh đồng ở trống, và nếu băng qua cánh đồng trống đó thì đến được khu rừng, thì đến được căn nhà. Thưa quý vị, khi mà chỉ trời chớp
chốt một cái rất nhanh, nhưng mà vị đó lại nhận ra được là mình đang ở trong rừng, và nhận ra được có một con đường, nhận ra được có một cái căn nhà. Thì chỉ một cái sự nhận biết rất là ngắn ngủi đó, thì vị này đã xóa tan đi bao nhiêu những cái hoài nghi, bao nhiêu những cái phân vân về chuyện là mình ở đâu, phân vân nghĩa là không biết mình có lối thoát hay không, phân vân là không biết là mình nên đi về hướng nào, vân vân. Thì một cái chốt thôi, và một cái chốt thấy được thì đã đoạn trừ những cái phân vân đó. Thì ở đây các vị Asali thường dùng cái thí dụ này để chỉ cho một người chứng đắc được ví dụ như gọi là sơ đạo, thấy niết bàn lần đầu tiên. Khi vị này thấy như vậy đó, thì việc này không còn có cái ảo tưởng về cái tôi, cái ta. Ví dụ như sắc quẩn là ta là sắc quẩn, thọ quẩn là ta là thọ quẩn, trong thọ quẩn có ta, trong ta thọ quẩn, vân vân. Và vị này không còn có cái câu chấp về ngã, ngã sở. Thì thưa quý vị, xin lỗi, không có câu chấp về bản ngã nữa, chúng ta gọi là thanh kiến. Rồi vị này cũng xóa đi cái sự hoài nghi, và xóa hoài nghi, tại vì cái biết là cái biết khẳng định. Do có biết khẳng định đó, đó thì cho dù lúc đó có ai nói gì đi nữa, nó không có con đường, không có nhà, không có gì, vị này đã thấy một lần thì không có cái sự hoài nghi nữa. Và vị này cũng không có còn chấp triệt những cái chuyện mà có tính cách là vô ích vô bổ nữa. Dạ, muốn phục vụ nữa, tức là không còn có giới cấm thủ. Mình để ý tại đây đó, là con người mình mà còn có lây quay chung quanh những cái hành trì mà gọi là giới cấm thủ, gọi là vô ích vô bổ, là tại vì mình không còn một cái nghi ngờ gì về đường đi và điểm đến nữa, thì mình dứt khoát đi theo con đường đó mà không có cái chuyện mà đi lòng vòng ở bên ngoài hay làm những cái chuyện bối mà chúng ta gọi là giới cấm thủ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là một người có bệnh như là bệnh tiểu đường mà uống thuốc thấy không có kết quả, nên họ mới người ta bày là uống lá cây này hay là ăn cái món kia rồi nó sẽ hết bệnh tiểu đường vân vân, thì cứ lây quay làm việc đó. Nhưng một khi được mà tìm một cái phương thuốc uống mà thấy có hiệu quả và thật sự nó giảm độ đường trong máu và thật sự là thấy mình khỏe hơn rồi, thì người này không còn muốn lăng xăng làm những cái chuyện mà người ta đồn, người ta nói, người ta bàn đi bàn lại nữa. Thì khi một cái vị mà thánh sơ quả đã chứng đắc niết bàn, thì vị này đoạn tận thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ, thì chúng ta thấy rằng do thấy niết bàn và thấy lần đầu tiên thì ba cái kiết sự thân kiến hoài nghi với cấm thủ bị đoạn tận. Thì cái đó chúng ta gọi là sát trừ phiền não, cắt đứt dây cột rối của ba cái kiết sự đó, gọi là giải thoát. Dạ, còn chứng định niết bàn gọi là giác ngộ. Thì trong trường hợp này, giác ngộ và giải thoát nó lại đi chung với nhau. Đối với tâm đạo là giác ngộ là thấy niết bàn, mà giải thoát là cắt đứt những cái dây cột rối chúng ta gọi là phiền não. Thì chúng ta nói như vậy để thấy rõ là tại sao tâm siêu thế có một cái năng lực, có cái mãnh lực rất là mạnh. Tại vì cái mãnh lực này nó đủ cái khả năng để nó sát trừ, và sát trừ phiền não. Và nếu mà vị nào mà nghe, mà đã theo dõi kỹ những bài học trước kia, thì chúng ta mới nghiệm ra một chuyện là có những cái việc làm ở trong cái tâm dục giới là việc thiện đó, nó tạo quả di thục. Mình làm ở kiếp này mà có thể là 3-4 kiếp sau mình mới gặt quả, mới trổ quả, hay là 5-10 năm nữa mới trổ quả, nó có khoảng cách. Nhưng mà với một cái vị mà tu thiền sắc giới và vô sắc giới đó, mà chứng thiền, thiền chứng đó, thì nếu không bị hoại thiền thì ngay sau khi hơi thở cuối cùng, ngay sau khi cái tâm tử thì tâm tục sinh sanh khởi, thì tâm tục sinh nó sẽ cho quả. Dạ, tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc, nó cho cái quả của đời kế tiếp. Nhưng mà riêng về cái tâm đạo và quả của siêu thế thì nó
nó không có gián đoạn, và nó không gián đoạn. Tức là hệ tâm đạo sanh khởi thì tiếp sau là tâm quả, thì tâm đạo sanh khởi tiếp. Ở đây chúng tôi kể ra ba trường hợp để quý vị thấy rằng là nó có một cái nó có một điểm khác biệt rất là lớn giữa, thật ra thì tâm đạo và tâm quả siêu thế nói theo cái chủng loại nó cũng là loại tâm tâm thiện, tâm quả, tâm đạo cũng là thứ tâm thiện. Nhưng mà trong cái tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới đó, thì những tâm thiện này nó cho cái quả đó nó có gián đoạn. Và riêng về cái tâm thiện siêu thế mà chúng ta gọi tâm đạo đó, thì nó cho quả ngay lập tức sau với sắc na tâm thiện tâm quả liền. Thật ra cũng có nhiều vị trong giới dạy thường dùng một chữ gọi là kaliko, là vượt thời gian, tức là không có thời gian, không có gián đoạn. Và đây là một cái đặc điểm của tâm siêu thế Đức Phật rất là mạnh. Dạ, rất là mạnh. Thì thưa quý vị, chúng tôi giảng phần lớn bài học ngày hôm nay đó, nó không có nằm nhiều ở trong cái, nó cũng giảng về thắng pháp nhưng không đào sâu vào các chi tiết của tâm đạo và tâm quả, tức là hai loại tâm siêu thế. Bởi vì chúng tôi muốn dành thì giờ này của bài học này để cho chúng ta có một cái khái niệm chung về cái tâm siêu thế, là tâm biết cạnh niết bàn, biết cạnh niết bàn, nirvana, nirvana. Và tâm này đóng một vai trò rất là quan trọng trong tiến trình tu tập. Trong bài học tuần tới, thưa quý vị, và trong bài học tuần tới chúng ta sẽ nói về tâm đạo hay là tâm thiện siêu thế. Thì bài học đó nó sẽ rắc rối nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta nói về đạo, chúng ta nói về tâm đạo, chúng ta nói về chi đạo. Khi mà chúng ta nói về đạo, về tâm đạo và chi đạo đó, thì chúng ta phải trở lại với những điều chúng ta vừa nói ngày hôm nay về Niết Bàn. Tại vì nếu hôm nay chúng ta không nói về Niết Bàn, lúc đó chúng ta nói về đạo, tâm đạo, chi đạo rất là khó hiểu. Và chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ chịu khó với những bài học này. Càng ngày thì một số các bài học nó tương đối rất là ngắn, bởi vì trong một buổi học mà mình nói nhiều quá đó, thì nhiều khi chúng ta lại không có một cái ý niệm rõ ràng, và do vậy chúng ta chịu khó học chậm, và chúng ta học tương đối chậm. Trong cái chậm như vậy đó, ví dụ như là thì tới tâm siêu thế mình đi vào tâm đạo tâm quả đi, mình chịu khó tìm hiểu một chút về thế nào là siêu thế. Siêu thế là gì? Biết cảnh siêu thế là cảnh gì? Khi mình nói đến pháp xuất thế gian là Niết Bàn, Niết Bàn đó ra sao? Được hiểu thế nào? Và tại sao chúng ta không thể đi vào quá nhiều về chi tiết của Niết Bàn, v.v. Thì cái đó nó giống như là một cái gì lót đường để chúng ta đi vào tâm đạo, tâm quả trong những tuần lễ tới. Và một lần nữa nhắc là mỗi lần chúng ta học bài học với quý vị chịu khó nhìn vào trong đồ biểu, phải làm quen với các biểu đồ này, và làm quen cái biểu đồ này về các loại tâm, vì mai mốt quý vị sẽ thấy rằng cái làm quen đó mà hồi xưa tới giờ chư tăng Việt Nam, Phật tử Việt Nam mà khi vào học đó thì ngày qua thường thực sự ngày luôn luôn, và những người về sau này luôn luôn nhắc đến là chúng ta phải biết về cái biểu đồ chư pháp. Và ví dụ mình nói là tâm các ngũ môn nằm chỗ nào, tâm sắc giới nằm chỗ nào, vô sắc chỗ nào. Và do vậy có nhiều khi quý vị học tôi cố gắng bỏ ít thì giờ để nhìn vào trong đó để thấy rõ. Và có một điểm quý vị nên khoan nghĩ rằng dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng sắp đi hết cái phần tâm. Và chúng ta đã học qua những cái tâm cơ năng, tâm vô nhân, rồi tâm bất thiện, rồi tâm dục giới, rồi tịnh hảo, rồi tâm sắc giới, tâm vô sắc, vì chúng ta học tâm siêu thế. Mà chúng ta cũng cố gắng để đi đến bước này là cũng là khoan hỷ rồi. Bây giờ thì bạch thượng tọa Từ Siêu, không biết thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Từ Siêu đang có mặt ở trước máy, xin thánh thượng tọa khoan hỷ nói cho vài lời từ lúc soạn các câu thảo luận. Dạ, dạ kính thỉnh thượng tọa Từ Siêu.
Kính lễ Phật Pháp Tăng. Kính thưa quý vị, trong thời gian chờ đợi thượng tọa Nhật Đẳng soạn khâu thảo luận, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một vài điều. Hôm nay chúng ta chưa có đi vào tâm đạo và tâm quả sự thế, chúng ta chỉ mới học cái phần giới thiệu về tâm siêu thế. Thì ở đây chúng ta cũng nên hiểu sự dĩ tâm này được gọi là tâm siêu thế vì nó chuyên biết cảnh niết bàn, và niết bàn là cái pháp siêu thế. Niết bàn nó không thuộc phạm trù thế gian, từ nãy đến giờ chúng ta cũng đã được nghe thượng tọa Nhật Đẳng nói về niết bàn. Thử đây chúng ta phải hiểu gọi là Lokuttara Citta, tức là những cái tâm mà chuyên cái cảnh siêu thế, cái cảnh niết bàn. Tại sao chúng ta lại nói như vậy? Là bởi vì cái tâm siêu thế vẫn còn ở trong cái phạm trù quẩn khanh thác, và cái tâm siêu thế đó nó thuộc về bốn chân quẩn: thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thức quẩn ở đây tức là 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Những cái tâm sở như tâm sở thọ phối hợp với tâm siêu thế thì gọi là thọ quẩn siêu thế. Tâm sở tưởng phối hợp với tâm siêu thế gọi là tưởng quẩn siêu thế. 34 tâm sở còn lại trong 36 tâm sở phối hợp tâm siêu thế,
thì 34 tâm sở còn lại ngoài thọ tưởng được gọi là hành quẩn siêu thế. Chỉ có điều là đối với quẩn diệt thế như là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, diệt thế, thì quẩn này được gọi là ngũ thủ quẩn. Nhưng mà tâm, nhưng mà bốn danh quẩn sự thế thì không được gọi là thủ quẩn, không gọi là thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Và tâm hiện thế thì nó còn nằm ở trong cái phạm trù là cảnh phiền não, cảnh lậu, cảnh bộc, cảnh phối, cảnh phược, vân vân. Nhưng mà tâm siêu thế thì không. Tâm siêu thế thì nó là phi cảnh phiền não, phi cảnh lậu, cảnh bộc, phi cảnh phối, cảnh phược. Tâm hiện thế và tâm sở phối hợp tâm hiện thế cũng như là sắc quẩn thì cái pháp hiện thế đó là khổ đế, là tập đế. Tập đế đây tức là sở tham. Còn 51 tâm sở phối hợp với tâm 84 tâm hiện thế thì là khổ đế, đúng là sắc chán hay là khổ thánh đế. Nhưng mà riêng về tâm siêu thế thì nó là ngoại đế, là không được kể đế nào. Chỉ có 8 tâm sở mà phối hợp với tâm đạo như là chánh luận, chánh nghiệp, chánh mạng. Trước hết là chánh kiến, là trí tuệ, chánh tư duy, sở tầm, chánh cử, chánh nghiệp, chánh mạng là ba sở giới phận, ba tâm sở giới phận. Chánh tinh tấn, sở cần, chánh niệm là tâm sở niệm, chánh định tức là tâm sở nhất hành, trợ thai. 8 tâm sở này khi phối hợp tâm đạo thì nó là đạo đế hay là khổ diệt hành lậu thánh đế. Còn riêng về 40 tâm siêu thế thì nó là ngoại đế. Điều này chúng ta học thắng pháp thì chúng ta phải nhớ rõ như vậy. Niết bàn là diệt đế, khi chúng ta nắm rõ được điều đó thì cái chuyện mà chúng ta hiểu tâm siêu thế không có khó. Ở đây thưa quý vị, như trước đây chúng ta đã học về
cái tâm thiện dục giới. Cái tâm thiện dục giới mà Thượng Tọa Giác Đẳng dùng cái từ gọi là tâm đa nhiệm. Và khi mà chúng ta khởi sự tu tập hành pháp thì chúng ta tu tập bằng cái tâm thị dục giới, rồi khi mà dùng cái tâm thị dục giới tu tập niệm và định tu tập niệm và định theo những cái đề mục sắc và vô sắc thì sẽ đắc chứng được cái tâm thiền sắc giới và tâm thiền vô sắc giới. Còn khi mà cái tâm thiền dục giới tu tập đề mục thiền quán tứ niệm xứ, tu tập niệm và tuệ thì đến khi chứng đắc được an chỉ động lực thì cái tâm động lực này là tâm đạo tâm quả. Mà thứ năm này chúng ta sẽ học tới thì như vậy con đường của chúng ta đi, chúng ta cần phải nắm rõ như thế này: loại bỏ tâm bất thiện, tu tập bằng cái tâm thiện dục giới. Nếu chúng ta tu tập phú thí trì giới cung kính phục vụ tính pháp thuyết pháp hoặc phước tỷ phước cải chánh tri kiến thì chúng ta sẽ tạo nên cái công đức quả được sanh về cõi trời dục giới hay là cõi nhân loại. Nhưng mà nếu dùng cái tâm thiện dục giới để mà tu tập thiền định, sau khi đắc chứng được thì sắc vô sắc thì sẽ dẫn đến cảnh giới phạm thiên, tái sanh về cảnh phạm thiên Brahma Loka. Nhưng nếu một người có đầy đủ duyên lành và có trí tuệ bén nhạy thì người này sau khi dùng cái tâm thiền dục giới tu hành thiền quán sẽ chứng đắc được cái tâm siêu thế. Và nếu như các loại tâm siêu thế tột cùng, tức là tâm tứ đạo tứ quả hay là A-la-hán đạo A-la-hán quả, thì sẽ viên tịch niết bàn, không còn cái sự tái sanh trở lại trong đời sống này nữa. Đó là biểu đồ mà chúng ta cần phải nắm biết. Thì như vậy khi mà nói đến
đạo lộ hay là con đường của chúng ta đi, thì chúng ta phải biết rằng người mà hành động bằng thân khẩu ý theo cái mãnh lực của phiền não tham sân si, gọi là tạo nghiệp bằng tâm bất thiện, thì con đường của họ sẽ dẫn đến bốn cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nếu dùng cái tâm thiện dục giới để mà làm các hạnh lành, các cái phước báo như bố thí, trì giới, vân vân, thì sau khi mà anh chung được sanh về cười của trời, dục giới của chư thiên, đó là con đường thứ hai. Con đường thứ ba tức là mình tu tập thiền định và đắc chứng được thiền sắc và vô sắc, thì sau khi mệnh chung sẽ được tái sanh về cõi phạm thiên sắc giới hay phạm thiên vô sắc giới, tùy theo cái tập thiền. Và nếu như một người đã có khuynh hướng xuất ly khỏi tam giới Acchasaya, là cái khuynh hướng Nisarana, Nisarana Acchasaya, tức là khuynh hướng xuất ly tam giới, người này không còn muốn sanh tử luân hồi nữa, thì người này phải viên thành Niết Bàn. Mà để đạt đến cái cứu cánh là viên tịch Niết Bàn thì họ tu tập theo cái đạo lộ minh sắc tuệ, tức là dùng cái tuệ quán để quán chiếu vô thường khổ não vô ngã, rồi chứng đắc được đạo quả siêu thế. Và khi đã chứng đắc được đạo quả siêu thế, nếu là đạo quả tu được vờn thì luân hồi không có bảy kiếp. Nếu chứng đắc đạo quả siêu thế mà thuộc về đạo quả Tư Đà Hàm, tức là nhị đạo nhị quả, thì chỉ còn tái sanh là có dục giới này một lần nữa thôi, gọi là nhất lai. Nếu chứng đắc được đạo quả xuất thế thuộc về tám đạo tâm quả, tức là bậc A-na hàm, thì không, sau khi mình chung không có trở lại khỏi dục giới này nữa, mà thẳng tiến vào cái cảnh giới phẩm thiên và viên tịnh Niết Bàn, ở đó chắc chắn phải là như vậy. Nếu chứng đắc được đạo quả xuất thế mà thuộc về tứ đạo hay A La Hán đạo ngay trong kiếp hiện tại này, thì vị đó chỉ còn thân hữu dư y Niết Bàn, tức là còn sống cho đến 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, đến hết tuổi thọ thì chết. Cái chết của vị A La Hán được thay vào đó là cái danh từ gọi là viên tịch. Khi đã viên tịch thì sau đời sống này không còn đời sống khác, tức là chấm dứt sanh tử luân hồi. Chính vì chỗ đó chúng ta cần phải hiểu cái tâm siêu thế
là một trạng thái tâm chứng đắc tu tính do tu hành khác cái đề mục thuộc về thiền tứ niệm xứ hay là đề mục thiền quán minh sát và chứng đạt được quả vị bảo quản thì sẽ rút ngắn cái sự sanh tử luân hồi lại, hoặc là thoát ly khỏi sự luân hồi sanh tử. Khi mà học rồi chúng ta ôn lại như vậy đó, thì chúng ta rất dễ để hình dung ra cái giáo trình của bài học và chúng ta rất dễ nhớ, rất dễ biết. Cho nên con đường mà chúng ta đi để đạt đến một cái mục tiêu nào đó trong tương lai thì quý vị cứ nhớ vậy. Hết mình sanh khởi tâm bất thiện để hành động thân ác, khẩu ác, ý ác thì đạo lộ này nó sẽ dẫn đến cõi khổ, gọi là lúc là tí bạc gác hay là lúc là tí bạc tí bạc đa, tức là đạo lộ dẫn đến khổ cảnh, con đường dẫn đến khổ cảnh. Và nếu làm các cái việc thiện bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, tạo các cái phước báo thì đó là con đường hay là đạo lộ dẫn đến cõi nhân loại, cõi chư thiên. Nếu tu tập thiền chỉ và chứng đắc được thì sắc giới, tiền vô sắc giới, thì đó là cái đạo lộ để dẫn đến tái sanh từ cõi phạm thiên. Nếu mà tu hành theo cái con đường thiền quán thì sẽ dẫn đến cái sự giải thoát. Thì ở đây khi đắc được tâm siêu thế thì đó gọi là bậc thánh. Vì vậy chúng ta nên biết là có ác đạo, có thiện đạo và có thánh đạo. Thiện đạo ở đây là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Còn thánh đạo ở đây là ám chỉ cho cái tâm đạo với tám chi phần: chánh hưởng, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi chúng ta nắm bắt được cái chỗ đó rồi thì chúng ta cứ lựa chọn mà đi. Đó là những gì mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua bài học ngày hôm nay trong khi chờ đợi Thượng Tọa Thích Đẳng. Đều hôm nay thì chúng tôi không có nói nhiều về cái tâm đạo, tâm quả, bởi vì nó không nhằm đến bài học. Bài học của chúng ta chỉ mới có giới thiệu về cái tâm siêu thế thôi. Cho nên những cái gì mà liên quan đến sơ đạo, nhị đạo, tâm đạo, tứ đạo chúng ta sẽ học trong tuần sau. Còn những gì mà nó liên quan đến cái tâm sơ quả, nhị quả, tâm quả, tứ quả thì chúng ta sẽ học trong chủ nhật, trong cái ngày chủ nhật tới. Và bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Nam mô Bổn Thầy. Sao thưa cái đường tượng tôi siêu à, thấy trường tọa nói chuyện nãy giờ mà không có ho đó, chúng ta có thể trả lời dùng cho một vài câu. Bây giờ tôi siêu như chúng ta thấy tất cả tâm đều có bốn cái quẩn là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn hết. Nhưng mà riêng ở trong tâm sơ đạo á, thì có người nói là ồ, cái tâm đó là biết cái chưa từng biết. Và biết cái chưa từng biết thì cái tưởng quẩn đóng vai trò như thế nào? Xin thượng tọa hoan hỷ giải thích thêm về điểm này, kính thưa thượng tọa. À, kính bạch trên tôn đức, kính thưa quý vị, lẽ ra thì cái câu hỏi này chúng ta sẽ được trả lời ở cái phần nói về bốn tâm hay là 20 tâm đạo. Ở trong bài học ngày hôm nay chỉ giới thiệu về cái tâm siêu thế, là cái tâm biết cảnh siêu thế, tức là cảnh niết bàn. Cho nên bây giờ đang khi không chưa nói đến, chưa định nghĩa về cái tâm đạo, tâm sơ đạo là gì, tâm nhị đạo là gì, tam đạo là gì, tứ đạo là gì, chưa có định nghĩa. Mà bây giờ chúng tôi phải trả lời cái câu này nè, sự e rằng Phật tử sẽ không nắm bắt, sẽ không hiểu được. Cho nên xin thượng tọa quan hỷ đặt cho một cái câu hỏi khác liên quan đến cái đề tài tổng quát ngày hôm nay là tâm siêu thế. Và thứ năm tới chúng ta học về tâm tâm đạo cũng thuộc tâm siêu thế, mà học tâm đạo thì lúc đó chúng tôi sẽ trả lời cái câu hỏi này. À, xin kính chào thượng tọa Tư Quyền vừa mới vào trong rừng. Nhưng mà thượng tọa Tư Quyền vào thì thượng tọa Pháp Tân lại đi ra. Cũng vậy thôi. Chúng tôi tính nhờ thượng tọa Tự Quyền hay thượng tọa Pháp Tân, rồi thượng tọa Định Đức Pháp Tính để giúp trả lời câu thảo luận. Nhưng mà các vị né tránh. Bây giờ thỉnh thượng tọa giáo trưởng trở lại, hay là thượng tọa có cái câu hỏi nào? Bây giờ thầy siêu đó, để thỉnh thượng tọa giảng cho một câu, rồi sau đó thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Bây giờ thầy siêu có một chuyện khác biệt giữa Thắng Pháp Tạng và Kinh Tạng, đó là ở trong Thắng Pháp Tạng Abhidhamma thì chúng ta chỉ đề cập đến các loại tâm là tâm tứ quả thôi. Tâm tứ đạo hay tâm tứ quả, nhưng mà chúng ta không thấy có một thứ tâm riêng biệt cho vị toàn giác, để tâm riêng biệt độc giác, vị tinh văn giác. Thì chúng ta có thể giải thích tại sao không? Mặc dù Abhidhamma cũng nhận rằng có sự khác biệt của chư vị của chư vị một hoàn toàn giác ngộ, Đức Phật và độc giác và tinh văn giác khác biệt, nhưng mà ở trong tâm thì chúng ta không thấy đề cập đến sự riêng biệt như vậy. Xin thượng tọa giảng giảng cho điểm này, kính thỉnh thượng tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị.
Vì khi mà nói đến cái pháp chân đế, tức là nói đến thức, thức uẩn của bậc giải thoát, thì khi mà chứng là chứng tứ quả Chattuttha-phala, hay là Arahatta-phala, tứ quả vị A-la-hán. Sau khi chứng tứ quả rồi thì trong cái sự sinh hoạt, lúc mà hữu dư niết bàn, lúc mà Đức Phật và các vị A-la-hán hay là chư Phật độc giác, các ngài sinh hoạt bình thường, đắp y mang bát đi khất thực, hoặc là nói thuyết pháp vân vân, thì ngài dùng một cái loại tâm gọi là tâm tố kiriya. Đặc tính của tâm tố kiriya là tâm động lực cho quanh đá có sự hoạt động nhưng mà không có quả của hành động. Thì ở đây đó, dầu cho Đức Phật độc giác, dầu Đức Phật toàn giác hay độc giác hay tinh vân giác, thì các bậc đó là những cái bậc phu sanh, là bậc đã được giải thoát. Thì đối với các bậc mà đã đoạn trừ lậu hoặc động, chấm dứt sanh tử luân hồi nè, thì cái tâm tứ quả giống nhau và sinh hoạt bằng cái tâm tố giống nhau. Ở đây trong thắng pháp không có nói cái tâm riêng biệt, bởi vì khi mà nói đến tâm riêng biệt đó, thì cái trường hợp đó là nói theo cái cách thưởng thức, cái này không phải là tâm riêng biệt mà là cái sở hành riêng biệt, cái sở hành hay là hành trạng của một vị Phật toàn giác nó khác hơn hành trạng của Đức Phật độc giác và thanh văn giác. Cái hành trạng của vị độc giác khác hơn cái hành trạng của bậc toàn giác hoặc thanh văn giác, còn các bậc thanh văn a la hán thì các vị đó có cái hành trạng có những cái điểm khác đối với chư Phật độc giác và toàn giác. Cái đó chúng ta nói về cái hành trạng do cái thường cận y duyên mà các vị đã trong lúc hành pháp độ, tức là hành pháp ba la mật ở trong quá khứ, có sự dài dặn và có cái sự mạnh mẽ như thế nào khác nhau. Thí dụ như khi mà chúng ta nói đó, cái trí giác của vị toàn giác thì gọi là sapanyu, là toàn tri. Thì cái sapanyu đó cũng là tâm sở trí tuệ. Còn cái trí giác của một cái vị thanh văn thì cũng là sở trí tuệ. Và cái trí giác của
Bởi vì độc giác Bát Chê Cô Bồ Tát thì cũng là trí tuệ, thì cũng chung với nhau là sở trí cả, là tâm sở trí hả? Cung Nhật Quỳnh Quang Hỷ ở đây sẽ đang giảng về câu thảo luận số 3. Cái câu thảo luận số 1 khi nãy đã trình bày, đã nói, để thứ năm tuần sau sẽ trả lời. Cho nên cô đừng post lên trên mạng. Khi cô post lên trên mạng, người khác đọc cái câu thảo luận số 1 mà nghe cách trả lời đó, thì nói rằng sư trả lời nó lạc đề, không có dính dấp gì hết. Cho nên ngồi nghe pháp mình phải lắng nghe xem có vị đó trả lời cái câu nào. Thì ở đây thưa quý vị, nếu mà kể về cái hành trạng do cái mãnh lực một quân tập Ba La Mật ở trong quá khứ với cái thường cận y duyên, cái thường cận y duyên về cái sở hành, thì nó có cái sự khác nhau. Cái đó là chỉ nói ở trong kinh tạng, còn ở trong thắng pháp á, thì chỉ đề cập đến, chỉ đề cập đến tâm tứ quả và tâm tố thôi, như đủ rồi. Còn cái chuyện mà khác nhau hay không á, thì cái trường hợp đó để hạ hồi phân giải. Chúng ta cũng ví dụ như là ở trong cái tủ nhà bếp á, ở trong cái dàn bếp của mình á, thì để đồ gia vị, đường, muối, chúng ta chỉ để đường muối như vậy, chứ chúng ta không có để đầy nhóc cái thức ăn dự trữ ở trong cái tủ, mà chúng ta chỉ để đường muối, bột ngọt, tiêu, tỏi, những cái thứ căn bản đó. Rồi đến chừng mà người đầu bếp khi mà họ nấu á, thì họ sẽ đem những cái đồ gia vị đó họ pha chế như thế nào, mặn hơn, lạt hơn như thế nào, họ chế thành cái món ăn. Cũng vậy, khi mà chúng ta nói đến cái tâm tứ quả, tâm sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tâm đạo, tâm quả, tứ đạo, tứ quả, thì đó là chúng ta nói về cái tâm chứng đắc. Nhưng mà chứng đắc theo cái trình độ của cái vị toàn giác á, thì tứ quả nó mạnh hơn, trình độ của Phật độc giác thì mạnh hơn một chút, nó yếu hơn chút. Còn trình độ tinh văn thì cũng tứ quả, nhưng mà tâm tứ quả nó khác hơn chút. Còn cái tâm tố thì chỉ là cái tâm hoạt động thuộc về cái lĩnh vực dục giới của vị A La Hán thôi. Nhưng mà đến chừng làm thì đến chừng có cái sự hành động thì có cái sự khác biệt. Như Đức Phật Ngài nói ở trong cái trường hợp một vị tỳ kheo mới tu, đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất. Vì tôn giả Xá Lợi Phất á, mặc dù Ngài cũng là bậc A-la-hán, nhưng mà hễ cái gì mà Ngài tâm đắc á, thì Ngài hay dạy, Ngài hay dạy cho đệ tử, thí dụ dạy vì tỳ kheo đến quán về thân thể trường, quán bất tịnh, quán bất tịnh. Nhưng mà vị đó hành trong suốt thời gian 3 tháng mà không có một ấn chứng nào hết. Rồi Ngài Xá Lợi Phất mới dẫn vị tỳ kheo đến Đức Phật. Đức Phật Ngài với cái nhất thiết chủng trí của một bậc toàn giác á, Ngài biết rõ về cái khuynh hướng asiyat của chúng sanh, cái thiên hướng của vị của chúng sanh. Cái Ngài thấy rằng vị tỳ kheo này ở trong thời quá khứ mới gần đây
làm cái nghề gọi là thợ kim hoàn hay là thợ thợ làm đồ nữ trang đó, là mắt cứ nhìn vàng bạc châu báu, làm những cái đồ trang sức bóng loáng xinh đẹp, cho nên đã ấn tượng đó, nó quen rồi. Bây giờ mà cho nhìn cái thân thể trượt đầy tóc lông móng răng da tịch cư xương tỷ tận thì không có kết quả. Cho nên Đức Phật Ngài cho vị tỳ kheo đó, bảo vị tỳ kheo đi qua đi ra ngoài trước cửa chùa Chitavana, rồi ngắm phong cảnh ở đó. Thì khi mà vị tỳ kheo ra ngồi ở ngoài cái hồ sen, thì có cái bông sen mà do Đức Phật Ngài hiện thông làm, có cái bông sen nó nở lên, nở từ 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 và vượt lên trên khỏi mặt nước với cái màu sắc rất là ngoạn mục. Rồi bỗng nhiên nó phai màu, nó héo úa, rồi nó gãy cụp ngang. Thì cái tư tưởng theo dõi liên tục như vậy cái sự diễn biến của cái hoa sen, khi nở đẹp rồi tàn, vị tỳ kheo đó phát hiện ra là cái tánh vô thường của pháp hữu vi, vị này chứng a la hán. Các vị tỳ kheo chiều tụ họp nhau lại, khi biết chuyện đó mới bàn với nhau. Thật là đặc biệt đối với một vị Phật, một quy lực của một vị Phật, đến nỗi đệ tử của một vị tướng quân chánh pháp như tôn giả Sa Lợi Phất, mà tôn giả không có hướng dẫn được cho chứng đắc được đạo quả a la hán, mà bậc đạo sư ngài đã hướng dẫn được. Đức Phật đi đến ngài nói rằng cái này không có lấy dùm lạ, vì cái đó là nó nằm, nó thuộc về cái trình độ của vị toàn giác, cái khả năng của vị toàn giác. Còn đối với Sariputta thì chỉ là trình độ của vị thinh văn mà thôi, vân vân. Thì đây là những điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 3 như vậy. Nó một thời gian bên trường tập từ xưa, nhưng trường đó cũng 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 khỏe đó. Trường ta sẵn trả lời luôn cho câu số 4 rồi, sau đó chúng ta kết thúc chương trình. Mà trường tập từ xưa, chúng ta biết rằng đôi khi có những điều mà nó vượt ngoài cái hữu hạn của ngôn ngữ. Niết bàn là một ví dụ. Niết bàn chúng ta có thể nói hết bằng ngôn ngữ, nhưng mà chúng ta cũng không thể không nói về niết bàn. Thì theo thiền tọa đó, một người học Phật đó, nên nên trình bày, nên nên hiểu rõ, nên trình bày niết bàn ở mức độ nào gọi là vừa phải, tức là ở ở đâu chúng ta sẽ nói được, ở chừng mực nào chúng ta có thể nói được. Xin kính thỉnh thiền tọa Hoa Kỳ trở lại. Kính bạch Thế Tăng, kính thưa quý vị, mặc dù Niết Bàn không thể cảm nhận được bằng ngôn ngữ diễn đạt, mà chỉ cảm nhận được bằng cái sự thực chứng của mỗi mỗi người. Nhưng mình nói như vậy không có nghĩa là chúng ta kẻ phàm phu đang đi tìm cầu cái sự giải thoát là chúng ta không không bàn đến được. Vẫn chúng ta vẫn nói được, nhưng mà chúng ta đừng nói quá nhiều. Chúng ta dùng những cái ngôn ngữ văn chương 47 hay là những cái từ ngữ mơ hồ để chúng ta chỉ cho Niết Bàn, thì cái này là
nó phản tác dụng. Đức Phật khi ngài định nghĩa về niết bàn hay là tôn giả Samathi, ngài định nghĩa về niết bàn hay tôn giả Sa-du-tát, ngài định nghĩa về niết bàn thì rất là đơn giản. Nhưng có người hỏi tôn giả Sa-du-tát niết bàn là gì thì ngài nói là Lô Phát Thay Văn, Đồ Sắc Thay Văn, Mô Hát Thay Văn, Niết Bàn Đàn Tiếp Bố Chà Tí. Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, gọi là Niết Bàn. Như vậy thôi. Còn Ngài Sơ Mơ Thí thì Ngài định nghĩa thế nào gọi là Niết Bàn? Thì ngài nói là sự đoạn diệt nghiệp hữu, luân dẫn tái sanh, thì đó là niết bàn. Ngài bẻ một mắt xích, ngài bẻ một mắt xích ở trong bánh xe luân hồi, thì cái đó là niết bàn. Rất dễ hiểu thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta, chúng ta cảm nhận cái này dễ hiểu hay là có ai giải thích cho chúng ta nghe thế này chúng ta sẽ dễ hiểu. Vì do còn phiền não tham sân si cho nên còn tạo nghiệp, và nghiệp đó dẫn đi tái sanh, mà hễ tái sanh tức là khổ. Tái sanh ở trong cảnh người, cảnh trời, cảnh phạm thiên cũng là khổ. Đừng nói chi xuống địa ngục nào nguyện sanh ở Tu La. Thì như vậy, chỉ khi nào mà chấm dứt cái sự tái sanh này thì đó là Niết Bàn. Chấm dứt sự tái sanh là Niết Bàn. Hay là sự chấm dứt khổ luân hồi là Niết Bàn. Còn nếu mà chúng ta hiểu một cách gần hơn một chút, chúng ta thấy trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, được mất, thành công hay thất bại, chúng ta hay đau khổ. Cái sự đau khổ đó chính do còn cái sự chấp thủ. Vì có cái sự chấp thủ cho nên cái tâm còn bị dao động. Hãy khi nào mà thành công á, thì chúng ta vui, chúng ta cảm thấy khoan khoái. Nhưng mà khi thất bại thì chúng ta buồn, chúng ta cảm thấy nặng nề, đau khổ. Thì tất cả đều là do còn cái sự chấp thủ. Khi mà đạt đến cái trạng thái gọi là vô thủ trước thì cái đó gọi là Niết Bàn. Chúng ta nghe cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ nhận ra có người có một vị chư thiên đi đến hỏi Đức Phật ngài Đại Sư Huynh, trong ngài có vẻ rất là hạnh phúc mặc dù Đức Thế Tôn ngài sống ở ngoài trời đi cái thực mạng, và ngài chỉ có một y trên thân, một cái chiếc bình bát thôi, nhưng mà ngài sống rất là thoải mái. Vị chư thiên mới hỏi ngài, chắc ngài Đại Sa Môn rất là hạnh phúc. Thì Đức Thế Tôn ngài trả lời rằng
ta được cái gì mà hạnh phúc? Vì chư thiên mới nói rằng nếu vậy thì chắc ngài đau khổ. Thì Đức Thế Tôn nói rằng ta mất cái gì mà đau khổ? Cái vị chư thiên đó bối rối mà hỏi Đức Phật. Đức Phật là nói không hạnh phúc, không thích thú khi được, không đau khổ khi mất, thì cái đó mới là an lạc. Thì cái này đó thưa quý vị, nếu mà chúng ta chịu khó, có trí tuệ chút xíu, thì chúng ta cảm nhận được trong đời sống của chúng ta, chính vì cái chỗ chúng ta không có, chúng ta chưa có niết bàn được, cho nên chúng ta mới còn cái sự khổ. Hễ mà ai khen mình á, thì tự nhiên mặc dù mình khiêm tốn, nhưng mà mình cũng cảm thấy khoan khoái ở trong lòng. Cho nên hễ mà chúng ta còn khoan khoái trong lòng khi được người ta khen, thì tất nhiên chúng ta sẽ có một trạng thái hơi phiền muộn khi mà bị người ta chê. Bỏ cả hai trạng thái đó thì cái đó gọi là niết bàn. Chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy đó, thì chúng ta có thể đi gần sát với cái trạng thái, hiểu gần sát với trạng thái niết bàn. Nếu chúng ta đọc ở trong Patisamphida Magga, tức là vô ngại giải đạo tiểu bộ kinh đó, thì tôn giả Sariputta ngài so sánh cái đó đó, chúng ta sẽ đọc xem chúng ta sẽ hiểu được. Cái gì nó khổ do vô thường thì cái đó gọi là cái pháp hữu vi. Mà cái gì không có bị khổ do vô thường thì cái đó là pháp vô vi. Chúng ta cứ theo đó chúng ta so sánh. Hễ mỗi lần mà chúng ta bị khổ cái này thì chúng ta cứ nghĩ ngược lại, giống như là công chúa Supavasa, mẹ của thân mẫu của ngài Sivuli, trong lúc mà đang hoài thai 7 năm 7 tháng, đau khổ biết dường nào, mệt mỏi biết dường nào, nhưng mà nàng luôn luôn sống với ba tầm tư. Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ, ngài thuyết pháp để, ngài là bậc giải thoát, thuyết pháp để giải thoát khổ cái khổ này. Chúng tăng, chúng thinh văn đệ tử Thế Tôn thực hành giáo pháp là để thoát khỏi sự khổ này. Niết bàn là trạng thái tịch diệt, không còn cái sự khổ này. Cứ gặp sự khổ cứ so sánh gì, cứ ba tầm tư đó mà cứ suy nghĩ tới để trấn an được. Thì đó là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 4 Thượng tọa Gia Đẳng vừa nêu. Bây giờ cũng hết giờ rồi, xin kính trình Thượng tọa trở lại đúc kết bài học. Nam mô Bổn Thầy. Sau cái trình Thượng tọa Thầy Siêu, chú ý Phật tử, như Thượng tọa Thầy Siêu có nhắc lại mấy lần là bài học ngày hôm nay chúng ta chỉ là một bài có cách dẫn nhập để chúng ta có cái nhìn tổng quát về tâm siêu thế. Ở trong những bài học tới đó, thì chúng ta sẽ đi sâu vào những tâm siêu thế. Thì với những bài học sau chúng ta sẽ hiểu rõ thêm. Nhưng mà rất là cần thiết để chúng ta có một cái nhìn chung về tâm siêu thế, về Niết Bàn. Và đặc biệt là một thứ tâm mà hoàn toàn khác biệt với những tâm mà chúng ta đã học vừa qua. Tức là những tâm hiện thế như là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây hoàn mãn.
kính thưa chư vị tăng đã vào room để chia sẻ và đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý trưởng nhiệm, quý ớp, sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Thank you.
đất đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Vích Thá Thân Má xin phép được đóng trung. Trong vài giây tới, kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bích Thá Giác.